Hello, Tiến Minh xin chào các bạn. Tiến Minh hôm nay đi chọn sáp màu đây các bạn nhé. Tiến Minh thích loại nào Tiến Minh nhỉ? Nhiều quá à. Đây này Minh này, sáp màu siêu nhân này, đẹp chưa? Đấy, siêu nhân nhện nhé. Cái à, bên này là đất nặn các bạn nhé. Đấy, Minh thích cái nào Minh cầm chỉ cho các bạn nào. Đất nặn nhiều màu nhỉ. Đấy, có cả con dao này. Đấy, có cả cái chày nặn nữa này. Đấy, rất nhiều. Tiến Minh đang ở Metro các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều. Tiến Minh chọn cái nào? Đấy, Tiến Minh cho các bạn xem nào. Có cái gì vậy? Có bao nhiêu màu? Mình đếm xem bao nhiêu màu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 12 màu. Thế là tổng là 24 màu các bạn nhé. Đấy, đấy. Này bao nhiêu tiền nhỉ? Cái này 42.000 các bạn nhé. Đấy, Tiến Minh lấy một đi. Ok, vậy là Tiến Minh đã mua xong đất nặn các bạn nhé. Xin chào các bạn.